Sao kỳ vậy ta? Bà Tám Gai mà không phải là bà Tám Gai mà là em bà Tám Gai. Rồi cái người chết là không phải bà Tám Gai chết mà là em bà Tám Gai chết. Mà là bà Tám Gai... Trời ơi sao tôi rối quá, là rối bụng làm sao? Ủa có bình thường không vậy? Hả? Ngồi nói mình vậy hả? Trời ơi đói bụng. Ở dưới không ai qua cà phê, không ai làm ăn sáng hết trơn cái trời. Ôi cái Tám Gai mà bà dẹp ba cái chuyện thần thoại của bà đi. Chứ là tôi không biết tin ai nữa giờ. Trời, còn tin ai nữa? Trên đời này bà không thể tin ai hả? Ngoài tôi, một người chồng đẹp trai của bà. Cái gì? Ông mà đẹp trai hả? Ồ. Ông tự tin quá đi. Trời đã tao xuống làm thức ăn sáng. Mẹ ơi, mẹ. Ba. Gì vậy? Con thỏ. Hờ, ở đâu ra vậy? Ê, con mua cho Yumi á. Con đợi nuôi mập bằng ba xong con đem tặng Yumi. Mẹ không lấy ba bỏ vô lòng nữa, đem tặng cho Yumi. Thỏ đẹp hơn, ba thấy đẹp không? Đẹp. Cái lòng đẹp. Thỏ mà ba cứ mệt với con nói chuyện với ba nữa. Con đi đây. Con thỏ dễ thương quá ba ơi. Con trai mà nó mua được con thỏ đẹp, nó mừng giống như là nó mua được cái đầm vậy trời. Thành. Gì nữa ba? Ba có nuôi con gì không? Ba con nuôi gì? Nuôi gì nuôi? Nè con thương ba không? Thương thì không thương, thì ba hỏi giúp giùm ba cái này coi. Chuyện gì ba? Ra cổng đi. À biết. Chứ vậy? Còn xuống nhà ra cổng đi là sẽ biết. Mờ ám dữ trời. Hạt này nay quá. Kêu cứ đi. Ba. Hả? Ngoài đó mưa lớn quá trời luôn. Mà kêu con đi ra ngoài làm chi vậy? Có ai đâu? Không có ai hả? Dạ. Mưa lớn lắm phải không? Dạ. Rồi ví dụ như mình muốn đi công việc, mình chạy xe gắn máy đó, mình có thể bị ướt không? Ướt chắc luôn á, còn mới ra cầm dù mà nó tạt, ướt hết trơn nè. Phải không? Dạ. Ướt dữ lắm hả? Dạ. Lớn lắm em. Dạ. Vậy thôi ở nhà, hỏi đi. Ướt gì kì vậy trời? Ướt trong ngọt. Chết chà. Trời ơi, lỡ tay nhiều quá. Ủa? Ba làm gì vậy? Ba đang nấu bì cho con ăn nè. Trời ơi con ăn để con nấu đi ba, ba công ba. Sao ba thương con, ba nấu cho con ăn mà. Ba nhớ bỏ trứng vô nhà con ăn trứng nữa. Có rồi. Có cả. Gì vậy? Không á, ba nhảy mũi thôi. Còn nhảy mũi vệ sinh không vậy? Rồi vệ sinh chứ nè, con ăn đi con. Ngon lắm. Có trứng á. Dạ. Ha, có trứng hay đã rồi đó. Đó, có trứng, bút trứng. Cái gì vậy? Sao vậy? Bị cay cấp độ mấy vậy? Chắc ba. Trời. Đó. Ba thấy cay quá, ba không dám ăn. Giờ con ăn mà ba biết là nó cay. Ba kỳ lắm luôn á. Thôi đem đổ. Trời ơi, đây dấu hả? Ây da, gối massage nhìn thấy cũ quá, không biết là nó còn chạy tốt không đây. Khai, trời, ngủ ngay thấy thương. Ba ngủ ha, ngủ ha. Dạ. Mệt hả? Mệt quá. Ê, ây da. Nè Hạnh, ba thường nghe nói là con đau lưng đúng không? Thì đúng rồi, sao chị? Các bạn cái lưng nó rêm rêm mà. Đó, ba phải đi lên kho đó, ba lục ra cái ghế massage này. Coi nó cũ mà còn xài ngon lắm á. À, con ngủ cái gì cũng được, con massage lưng là nó không bao giờ đau lưng mà nó ru giấc ngủ êm đềm nè. Thì kìa ha ba. Làm đi con. Trời ơi. Có ghế đã vậy? Nè, bắt ra. Đó, vậy thôi. Đó. Rồi con ngồi lên bấm nút hả ba? Không, để ba cắm điện. Cứ ngồi lên sẵn đi, ba bấm sẵn rồi. Rồi. Ghế tự động mà. Dựa hắn vô. Dạ. Rồi nha. Dạ. 1, 2, 3. Đó, đi không? Hả? Ủa sao vậy? Ghế giật à? Chà, gì đó chắc cũ nó mát rồi đó.
Thôi được rồi, để ba lấy ba đi sửa. Khoan đã. Ba biết cái ghế này nó bị mát không? Không, làm sao biết được, thấy nó trên kho, đưa cho ba. Để ba đi sửa nó đi. Ây chà, nhờ con mà ba biết nó hư rồi. Khoan. Gì? Ba không biết cái ghế bị mát. Ba kêu con ngồi lên, giống như là con là người thử cho ba vậy hả? Con ngồi lên lỡ điện nó giật chết con là sao? Trời đất ơi, nói gì vậy con, ba đâu có biết. Ba thương con, sợ đau lưng. Rồi thí dụ như ba không đưa con thử rồi ba tự cắm ba thử rồi ba chết sao? Lúc đó người ta nói còn bớt hiếu á. Thôi, cảm ơn con nghe. Nhờ con mà ba biết là máy nó đã hư. Ba, ủa từ bao giờ tôi thành chuột bạch trong cái gia đình này vậy trời? Hạnh ơi Hạnh. Hạnh ơi. À. Hạnh. Con nghe bà. Ra ba nhờ giúp con. Cái gì ba? Giúp ba cái này đi. Con đang ngủ với vợ con mà chưa giúp cái gì ba. Dưới bếp kìa. Bếp là gì dưới đó? Ghê lắm. Ôi. Hình như có chuột mà nó bay á. Mày gì ba, đừng có kêu con làm chuột bạch như mấy lần trước nữa nha. Không, không phải chuột bạch, cái này chuột thiệt. Mày không xuống ha, nó ăn hết đồ ăn, nó bị đáng chịu quá nha. Thầy nói vậy nó mới chịu. Vô đi con, vô đi, vô đi. Có gì đâu, chuột đâu, đồ ăn còn nguyên xí mà ba. Không phải ở đây, thuốc ở trong kia kìa. Chuột bự lắm, cầm vũ khí lên. Vũ khí gì? Trời ơi ba nhát quá. Vậy thôi là đủ giết nó rồi. Có chừng hối hận. Ở đâu ba? Tôi làm sao? Tôi làm sao? Trời ơi có con chuột ở đâu ba ơi? Kỳ ta. Ê ba ơi ba cứu con ăn trộm. Trời ơi. Thấy không? Ôi da. Ôi da. Ba ơi ba. Ăn trộm mà cứu con. Thôi trọng nó chặt lắm con đánh mình đi. Ba. Thấy không, tôi nghi rồi. Nó ăn trộm là ăn trộm mà. Ê, bớt người ta ăn trộm. Bớt người ta ăn trộm.